Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của nhà thông minh Gobi chúng tôi. Thì ở video này thì mình sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn ở đây là chúng ta sẽ có một cái con camera, đó là thương hiệu Ezivit với cái model nó là C3N. Và với cái loại sản phẩm này thì nó có những cái đặc điểm gì, với những tính năng gì, và chúng ta sẽ cần lưu ý khi chọn mua cái sản phẩm này thì đâu là cái điều mà chúng ta cần quan tâm, và chúng ta sẽ xem rằng là chúng ta có lên đầu tư một cái sản phẩm như này không. Bởi vì trên thị trường mới những cái model của Ezivit thì nó cũng có rất là nhiều thương hiệu như C3WN, C3N, C3X, C3W Pro. Vậy thì giữa những cái con camera như thế thì chúng ta nên lựa chọn những cái dòng camera nào để cho nó phù hợp với cái nhu cầu của mình. Và đây là cái con camera sử dụng trong ngoài trời nhé quý vị và các bạn, hãy lưu ý rằng đây là dùng trong ngoài trời nên cái khả năng chịu mưa gió của nó là đạt tiêu chuẩn IP67. Và những tính năng khác thì mình sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn ngay sau đây. Và hiện giờ trên tay mình đây là cái con camera C3N đến từ thương hiệu Ezivit. Đây là cái dòng camera dùng trong ngoài trời nhé quý vị và các bạn, hãy lưu ý ở trên cái vỏ hộp nó cũng thể hiện rõ luôn này, Outdoor Smart Wi-Fi Camera. Và chất lượng hình ảnh của nó là chất lượng hình ảnh 1080p. Và những cái thông số ở cái mặt này thì sẽ giúp cho chúng ta có thể hiểu về cái thông số kỹ thuật của cái con cam và những tính năng mà nó đem lại được cho những khách hàng mà sẽ lựa chọn. Thì ở đây là cái camera này, camera AI có thể phát hiện con người, và cái với cái chế độ là ban đêm có màu, chất lượng hình ảnh nó là 1080p, và với cái độ nén chuẩn hình ảnh mới của những năm 2021, cuối năm 2020 đầu 2021 thì hãng Ezivit cho chuyển sang cái chuẩn nén H265. Với cái chuẩn nén H265 này sẽ giúp cho cái con cam này nó sẽ lưu trữ video được lâu hơn trên cùng một cái thẻ nhớ, ví dụ cùng thẻ 32GB thì với H265 nó sẽ gấp đôi thời gian lên, trước thì nó chỉ là H264 thôi, còn ở đây thì nó sẽ kết nối với Wi-Fi đó, tiêu chuẩn chống trào nước IP67. Cái thẻ nhớ thì chúng ta có thể mở rộng lên 256GB, và ngoài ra chúng ta có thể lựa chọn lưu trữ trên đám mây. Đó là những tính năng rất là nổi bật của cái con camera C3N. Và ngoài ra trên thị trường thì cũng có một cái con cam khác nữa, đó là C3WN. Thì với video này thì mình sẽ giới thiệu chỉ chuyên về con C3N này thôi, còn cái hẹn quý vị và các bạn ở một cái video khác thì mình sẽ làm một cái so sánh giữa con C3N này và C3WN, thì thực tế những cái tính năng công dụng của nó sẽ khác nhau như nào. Về kiểu dáng thì nó tương đối là giống nhau nên, và cái model thì nó cũng tương tự như nhau này, thì có một số khách hàng sẽ hơi nhầm lẫn một chút. Thì chúng ta sẽ có một cái video để giúp cho mọi người có thể làm sáng tỏ ra được những cái thông tin đó. Còn đây là một số cái thông tin về sản phẩm cũng như là nơi sản xuất của con cam này. Cam này cam chính hãng, bảo hành thời gian là 24 tháng kể từ ngày mua hàng. Và đây là một chút thông tin của cái sản phẩm này nhé. Đây là các cái mã serial của nó này, mã model này. Và ở đây chúng ta để ý rằng đây là cái ống kính này là ống kính 4 nhé. Tất cả các cái dòng camera dùng trong ngoài trời thường phổ biến là ống kính 4. Còn camera trong nhà thì nó sẽ là ống kính 3.6 hoặc là 2.8. Đó, với bởi vì không gian bên ngoài nó quan sát thường nó sẽ rộng hơn, chính vì thế là ống kính và ống kính 4. Còn cái không gian trong nhà nhỏ hẹp thì nó sẽ là ống kính 2.8 để bao quát rộng. Còn đây là cái tem phụ của cái đơn vị nhập khẩu. Và chúng ta sẽ cùng nhau mở cái hộp này ra để giúp cho quý vị và các bạn thấy được ở bên trong cái sản phẩm của camera nó sẽ gồm có những phụ kiện gì. Và thực tế cái sản phẩm này thì nó ngoại hình của nó sẽ trông như thế nào. Ở đây chúng ta sẽ có một cái sách hướng dẫn sử dụng này. Thì với video này mình sẽ làm cái hướng dẫn sử dụng luôn cho quý vị và các bạn. Tiếp theo đây là cái kén mạng này. Còn đây là sản phẩm thực tế của cái con camera này. Cũng giống như bất kỳ loại camera đến từ thương hiệu Ezivit dùng trong ngoài trời thì tất cả cái camera đều có cái nắp che, đều có miếng dây bóng để chắn cho cái việc mà bị sự ống kính trước khi chúng ta hoàn thiện công lắp đặt. Thì cái này thì chúng ta sẽ nhìn thấy chân đế này, khớp xoay này, mã QR code đây. Và đây là cái hai cái anten này. Dưới này chúng ta sẽ có cái khe cắm thẻ nhớ này, chúng ta sẽ mở hai cái vít ra cắm thẻ nhớ ở đây. Đây là nút reset, chúng ta không cần phải mở cái nắp ra, chúng ta vẫn có thể reset được nếu như trong trường hợp chúng ta kết nối lại với một cái wifi khác, hoặc là khi chúng ta thay đổi mật khẩu ấy, thì mật khẩu wifi thì bắt buộc là cái con camera này nó phải kết nối lại với cái mật khẩu mới rồi. Ok, còn đây là cái phần, còn đây là cái nguồn adapter dành cho con camera này nhé.
Còn đây là cái miếng dán đề can, thì chúng ta sẽ dán lên vị trí cần lắp đặt và chúng ta sẽ bắn ba cái vít đúng ba địa điểm này. Còn đây là cái vít nở đi kèm theo. Và bây giờ mình sẽ cắm nguồn cho bàn cam nhé quý vị và bạn. Đây là cái đầu chân adapter này, chúng ta sẽ cắm vào đây này. Còn đây là chân lan nhé. Trong trường hợp cái vị trí của bàn cam này nó quá xa cái wifi thì chúng ta sẽ lên lắp cái bằng dây để kết nối. Thì hôm tới mình sẽ có một cái video để hướng dẫn cho quý vị và các bạn cái kết nối bằng dây khi mình trong trường hợp mà wifi chúng ta nó quá xa, thì cái việc kết nối và truyền dẫn hình ảnh đôi khi nó sẽ bị chậm, nó bị trễ và chúng ta sẽ xem nó không được thuận tiện, thì chúng ta sẽ phải kết nối bằng dây. Chúng ta phải dùng cái kén mạng để nó để làm gì, để nó bảo vệ các cái chỗ tiếp điểm ở trong này nó không bị nước nó rơi vào đây, nó không bị oxy hóa, rồi nó sẽ truyền dẫn tín hiệu tốt. Còn nếu chúng ta cứ để bên ngoài chúng ta cắm cái rắc vào đây mà chúng ta không có sự thiết bị bảo vệ cho cái kén mạng này thì nó sẽ bị oxy hóa và sau một thời gian nó sẽ bị mất tín hiệu. Bây giờ mình sẽ bóc cái mặt trước của con cam này ra nhé, để giúp cho quý vị và các bạn nhìn thấy hình ảnh nó sắc nét hơn. Còn nếu như quý vị và các bạn khi mà chúng ta lắp đặt ở nhà ấy, thì chúng ta phải sau khi hoàn thiện xong, lắp đặt xong, điều chỉnh hiệu chỉnh xong thì chúng ta sẽ mở cái này ra. Thì lúc đó thì nó sẽ bảo vệ cho cái ống kính này nó được trong suốt và nó không bị xước đó. Và đây quý vị và các bạn nhìn thấy nhé, đây là mặt trước của con cam này, chúng ta sẽ nhìn thấy đây là cả hai cái phần đèn LED này. Hai cái đèn này thì sẽ giúp cho con cam khi ban đêm nó sẽ có màu, nó phải phát ra cái ánh sáng và nó sẽ giúp cho con cam này nhìn được có màu. Bình thường chúng ta nếu không có hai đèn LED này, chỉ có đèn hồng ngoại thôi, thì nó chỉ là ánh sáng đen trắng thôi. Còn hai bên này là hai đèn hồng ngoại, nếu như trong trường hợp chúng ta tắt hai cái này đi thì cái đèn hồng ngoại nó sẽ phát đi tác dụng, lúc đó thì cái con cam hình ảnh nó thu được là con hình ảnh đen trắng. Còn cái đèn màu xanh dương đây tức là nó đang thực hiện cái việc sẵn sàng kết nối với cái wifi và chúng ta sẽ cài đặt nó trên điện thoại. Đó. Chúng ta sẽ nhìn cái ngoại hình của con cam này nhé. Đó. Và hai cái râu này, và phần thiết kế bên ngoài. Ở đây nó thiết kế bằng vỏ sắt. Đó. Ở dưới này chúng ta sẽ có một cái mic. Đấy. Ở đây là cái chỗ mà chúng ta sẽ điều khiển cái góc nhìn, cái góc hướng và chúng ta sẽ siết cái này. Còn đây là ba cái địa điểm mà chúng ta sẽ bắn cái con vít ở đây. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn cài đặt nó trên điện thoại. Từ trên điện thoại thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây là cái phần mềm Ezevit này. Sau khi chúng ta tải app về nó sẽ có cái này. Và mình mặc định đây quý vị và các bạn đã đăng ký xong một cái tài khoản nhé. Còn nếu quý vị nào mà chưa đăng ký được cái này thì quý vị và bạn hãy xem cái phần đường link mô tả, hoặc là mình sẽ gửi trực tiếp cho quý vị và các bạn khi add Zalo. Đó. Ví dụ ở đây là mình sẽ kích vào đây. Ở đây mình đã có sẵn một cái con camera C8C ở đây rồi. Bây giờ mình sẽ add cái con này. Đây là cái con C3N. Bây giờ mình ấn vào dấu cộng này nhé. Và chúng ta thêm cái camera. Và sau đó thì nó sẽ hiện ra cái chỗ phần quét mã QR. Thì mã QR chúng ta sẽ lấy ở trên thân con cam ở phần này nhé. Quý vị các bạn nhìn. Đó. Và sau khi quét mã QR xong thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái mục thông báo của cái con camera. Và sau khi add xong thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái thông báo của cái phần camera này nhé. Nó đã bật nguồn thiết bị, chúng ta bấm vào đây này. Ở đây chúng ta vừa vậy chúng ta đã nhìn thấy là cái đèn báo nhấp nháy màu xanh đã có rồi, nó bấm vào đây. Ở đây thì chúng ta sẽ kết nối với cái wifi gần cái con camera này nhất. Thì ở đây mình sẽ nhập đúng cái wifi đó và cái mật khẩu. Thì quý vị và các bạn lưu ý nhé, là khi chúng ta cài đặt ấy, chúng ta sẽ phải kết nối với wifi, chúng ta đừng bật 3G, 4G là chúng ta cũng không kết nối được. Bật đúng cái wifi mà nó gần con cam nhất. Ấn ở đây kế tiếp. Và chúng ta sẽ chờ cho nó đến 100% là hoàn tất cái việc cài đặt. Ở đây là mình đã hoàn thiện xong cái việc cài đặt của cái con camera này nhé. Và quý vị và các bạn hãy lưu ý rằng chúng ta sẽ lựa chọn một cái tên ở đây, thì chúng ta có thể là để thêm trước nhà chẳng hạn. Ngoài ra thì chúng ta có thể tự lựa chọn ra một cái tên bất kỳ nào đó gắn với cái vị trí của con cam. Ở đây mình ghi thêm trước nhé. Đó. Chỗ phần dùng đến cái bản Cloud Play này, đám mây này, lưu trữ trên đám mây chúng ta bỏ qua nhé. Và đây thì mình sẽ bật cái con này lên để xem chất lượng hình ảnh của nó như nào nhé. Bởi vì vừa rồi thì chúng ta sẽ nhìn thấy, nghe thấy cái con cam này nó một cái tiếng rất là vang, bởi vì là giữa cái con camera này với cái camera
nó đang để rất gần, vì thế nó có tiếng vọng và mình sẽ đã tắt nó đi. Và với cái con cam này, quý vị và các bạn lưu ý nhé, cái con cam này không có chức năng đảm thoại hai chiều, nó chỉ có chức năng là ban đêm có màu, camera AI có khả năng cảnh báo báo động, chứ nó không có khả năng đảm thoại hai chiều, nên quý vị và các bạn hãy lưu ý. Còn đây thì mình sẽ test thử cho quý vị và các bạn những cái tính năng ở phần bên dưới nhé. Thứ nhất là chụp hình này, đây chúng ta bấm này đó và nó đã chụp hình rồi. Còn ghi hình, bấm vào đây là khi quý vị và bạn đã nhìn thấy một cái dấu chấm đỏ và nó có số giây nó sẽ nhảy lên như này, là thực hiện đang là đang thực hiện việc ghi hình đó. Và mình dừng lại, bấm vào đây. Còn độ phân giải thì chúng ta có thể lựa chọn đây, hiện giờ nó đang để chế độ Ultra HD, tức là độ phân giải cao nhất. High Define này là mức độ trung bình, và mức độ thấp nhất là chế độ Standard. Đây, hình ảnh lúc đó nó sẽ mờ hơn, nó không còn sắc nét nữa, thì nó phù hợp cho cái điều kiện mà khi chúng ta ra bên ngoài, điều kiện cái gói mạng internet của chúng ta nó là ở phân giải thấp, và gói cước chúng ta thì nó đang gần hết cái dung lượng, thì chúng ta bật chế độ này để nó tiết kiệm cái băng thông, tiết kiệm cái dung lượng của 3G 4G. Bình thường mình để chế độ này thì nhìn nó rất là sắc nét. Còn đây mình sẽ test cho quý vị và các bạn cái phòng vệ chủ động nha. Đó, là khi bấm vào đây thì quý vị và các bạn đã thấy rằng là trên cái con cam nó có cái đèn báo nhấp nháy này. Đấy. Cái con camera C3N với con camera C8C ấy, trước mình đã có cái bài review rồi, thì nó rất là giống nhau ở cái khía cạnh như này. Khi phòng vệ chủ động thì chúng ta bấm vào đây thì nó chỉ là đèn nhấp nháy thôi, nó không có còi hú. Còn cái loại mà các loại như C3X và cái C3W Pro ấy, thì nó khi chúng ta bấm như này, nó lập tức nó có cái còi nó hú, đèn nhấp nháy và còi hú luôn. Còn đây là lịch sử video, chúng ta sẽ bấm vào đây. Ở video này thì quý vị và các bạn sẽ thấy rằng là ở những chỗ mà có cái dấu chấm chấm màu vàng này này, những cái chỗ kẻ vạch màu vàng là những nơi mà có. Với cái phần camera lưu trữ ở đây, hiện giờ mình đang để mặc định ở trên đám mây, thì những chỗ phần mà nó có màu vàng, kẻ vàng này, thì đó là cái phần chuyển động để sẽ giúp chúng ta sẽ tìm và truy vết cái sự kiện nó sẽ nhanh hơn. Còn những chỗ nào mà là phần màu trắng là cái chỗ đó không có chuyển động, nó xảy ra trước mặt con cam thì nó sẽ không lưu. Đây là đang trên đám mây nhé, nếu quý vị và các bạn gắn thẻ nhớ thì nó sẽ đặt ở bên này, và lúc đó chúng ta sẽ điều chỉnh cái thời gian ngày nào chúng ta cần xem lại đó. Và chúng ta lưu ấy, thì chúng ta nên lưu ở chế độ là khi có chuyển động thì cam mới thực hiện việc ghi hình, thì nó sẽ giúp cho chúng ta sẽ lưu được nhiều video hơn, và thứ hai nữa chúng ta check sự kiện nó nhanh hơn. Mình đã có một cái bài video chia sẻ với cái việc mà lưu trữ khi có chuyển động rồi, quý vị và các bạn hãy xem trong danh sách camera của bên mình nhé, hoặc là mình sẽ để phần đường link mô tả bên dưới để giúp cho quý vị và bạn sẽ nhìn được rõ nét hơn. Bên cài đặt thì chúng ta sẽ nhìn thấy này, có hình EQ ở đây, và chúng ta sẽ có những phần cài đặt như sau. Ở đây phần âm thanh, nếu chúng ta không muốn nghe âm thanh chúng ta tắt nó đi đó, chúng ta không được thu âm thanh. Thông báo báo động ở đây mình đang tắt đây, thì nó sẽ có phần thông báo báo động này, chúng ta phải phát hiện hình dạng người này, phát hiện thay đổi hình ảnh này, đánh dấu phát hiện này, lịch trình thông báo này, khu vực dò tìm này. Ở khu vực dò tìm này thì chúng ta sẽ đánh dấu, ví dụ là chúng ta sẽ chỉ đặt ở khu vực này dò tìm, tức là khi có chuyển động ở trong khu vực này thì con cam nó mới thực hiện được ghi hình, hoặc là khi mà không xảy ra chuyển động khu vực này thì con cam nó sẽ lập tức nó sẽ báo động, nó gửi hình ảnh về cho chúng ta và nó nhấp nháy cái đèn trước mặt cái con cam như lúc nãy mình đã có review cho quý vị của bạn rồi đấy. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện như này nhé, và mình sẽ vẫy cái tay ở trước mặt cái con cam để giúp cho quý vị và bạn được trải nghiệm luôn và xem nó sẽ gửi hình ảnh về chúng ta đó. Độ nhạy phát hiện chuyển động thì chúng ta sẽ đặt ở mức trung bình, thường thường là mức 3 này, nó có 6 mức thì chúng ta đặt ở mức 3. Lời nhắc thông báo đèn, nếu chúng ta báo đèn chúng ta bấm vào đây, là tức là khi mà có cái chuyển động trước mặt con cam và trong cái vùng mà mình đánh dấu ấy, mình bật chế độ này lên thì nó sẽ đèn nó nhấp nháy nhé. Và bây giờ mình sẽ thực hiện cái chuyển động trước mặt con cam này. Đó, quý vị và bạn đã nhìn thấy là cái đèn báo nhấp nháy và nó đã
thông báo luôn cho chúng ta đây, đã phát hiện chuyển động đó, và nó gửi về điện thoại. Và bây giờ mình sẽ test cái tính năng là ban đêm có màu của cái con cam này nhé. Và quý vị và bạn hãy xem là bây giờ mình sẽ đóng cái cửa này xuống để và tắt toàn bộ cái điện trong cái không gian trong phòng này. Và bây giờ mình sẽ test cái tính năng chế độ nhìn xuyên ban đêm có màu. Quý vị và bạn đã nhìn thấy ở đây, mình đã tích sẵn ở đây rồi. Thì để xem con cam này. Đó, quý vị và bạn đã nhìn thấy là cái con cam này nó đã tự động bật sáng lên ở ngay phía trước cái con cam này nhé. Đây, bật lên quý vị và bạn xem, nó rất là chói. Tức là khi chế độ nhìn xuyên ban đêm có màu thì hai cái đèn led flash trên và dưới này nó sẽ tự động bật để giúp cho con cam nhìn ban đêm có màu. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn hình ảnh thực tế trên cái con cam này nhé, xem hình ảnh nó thu lại được là cái gì. Đây, và quý vị và bạn hãy nhìn thấy là trên cái con cam này, trên mặt bàn đây mình đang có hơi bụi một chút nên vì thế nó hơi có các cái hạt bụi ở trên sàn này. Và mình sẽ nhân cái con cam này lên. Với cái tầm xa hồng ngoại con này nó sẽ nhìn được khoảng cách là 30m để giúp cho chúng ta sẽ nhìn hình ảnh nó thu lại rất là sắc nét đó. Và bây giờ mình sẽ chụp lại cái hình ảnh này từ trên trực tiếp con cam nhé, bởi vì là nếu như quý vị và bạn nhìn qua camera này nó vẫn không thể nào hết được cái chất lượng hình ảnh của cái con cam này thu lại được, vì thế mình sẽ chụp lại cái hình rồi. Ok, bây giờ mình sẽ tắt cái tính năng đi nhé. Và khi đèn sáng trở lại như này, trong không gian trong phòng đã sáng trở lại rồi, và quý vị các bạn đã nhìn thấy rằng là cái con cam này nó tự động tắt cái đèn flash đi. Đấy. Đấy, chúng ta nhìn thấy là đèn nó tự động bật tắt. Và vừa rồi thì mình đã xoay vào cái vùng chuyển động, tức là trước chuyển động trước mặt con cam thì con cam này nó sẽ lập tức báo đèn nhấp nháy luôn. Đấy, chứ không phải là khi mà đèn sáng như này mà nó tự động bật sáng. Đây. Và trên con cam này thì chúng ta có thể điều chỉnh được độ sáng của cái đèn led này bằng cách chúng ta điều chỉnh độ mạnh yếu ở đây nhé. Đèn yếu nhất này, đèn mạnh nhất này. Đó, quý vị các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh nó một cách rất là dễ dàng. Nếu như chúng ta không muốn nhìn ban đêm có màu thì chúng ta sẽ nhìn ban đêm đen trắng, tức là hình ảnh nó thu lại được chỉ là hình ảnh đen trắng không thôi. Còn đây là chế độ ban đêm thông minh, tức là khi mà có chuyển động vào trước mặt cái vùng con cam vừa mình đã đánh dấu rồi thì nó mới bật đèn sáng lên. Còn nếu như mà không có ai đi vào vùng đó thì đương nhiên nó sẽ chỉ là hình ảnh đen trắng thôi. Còn đây là một số các tính năng khác, nếu như quý vị nào mà đang quan tâm thêm những tính năng nữa thì quý vị bạn hãy comment với mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn cho quý vị và bạn thêm những tính năng mới, bởi vì tính năng trong này thì nó cũng khá là nhiều. Đôi khi mà để một chức năng cơ bản thường xuyên hay dùng thì nó chỉ có mấy tính năng mình đã nói chuyện rồi. Còn ở đây múi giờ, ở đây thì nó đang để chữ UTC-5 thì chúng ta sẽ chuyển sang cái giờ của giờ Việt Nam là UTC+7. Đó. Ở đây chúng ta sẽ tìm đến đặt kéo lên. UTC+7 giờ của Việt Nam này, giờ của Thái Lan này. Đó. Đây nhá, quý vị và bạn nhìn thấy này, UTC+7 Bangkok, Hà Nội, Jakarta. Đúng rồi đây. Thì nó sẽ lập tức nó sẽ nhảy về đúng cái thời gian thực ở Việt Nam. Và hiện giờ nó đang là 17:37. Và đây chúng ta muốn xoay màn hình xoay ngang, chúng ta bấm vào đây để xoay ngang màn hình nhá. Đó. Chất lượng hình ảnh chúng ta sẽ chuyển được phân giải đây. Với những tính năng công dụng khá nổi bật, và mình sẽ xin điểm lại một số cái thông tin về cái con C3N này. Cái con C3N này là con camera dùng trong ngoài trời, và cái này nó có thể khả năng chịu mưa gió ngoài trời rất là tốt, và hai cái anten này sẽ giúp cho nó sẽ thu sóng bắt tín hiệu một cách rất là thuận lợi. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ dùng thêm một cái dây cắm mạng LAN đây, và trong trường hợp khi kết nối nó quá xa thì chúng ta sẽ rất là chủ động trong cái việc kết nối để giúp cho tín hiệu truyền ổn định. Và với cái con cam này thì nó có tiêu chuẩn
nén là 2265 so với những cái tiêu chuẩn trước, các phiên bản trước của những năm 2020 trở về trước ấy, thì nó là tiêu chuẩn nén 2264 thôi, thì nó sẽ lưu trữ nó sẽ không được nhiều. Và bây giờ mình sẽ điểm lại một vài cái thông tin của cái con camera này nhé. Cái con camera này có cái tính năng đó là chống chịu nước IP67 với khả năng thiết kế dùng trong ngoài trời, và cái này thì nó có sử dụng cái thẻ nhớ lên đến 256GB. Nếu như chúng ta mở rộng lên thẻ nhớ lớn nhất để lưu trữ thời gian được lâu nhất thì chúng ta có thể lưu trữ được khá là dài đó. Bởi vì một cái thẻ 32GB thì thông thường chúng ta lưu trữ khoảng độ tầm cỡ 5-7 ngày. Nếu như chúng ta ở chuyển ở trạng thái là lưu khi có chuyển động thì chúng ta lưu được như thế. Vậy thì cái thẻ 256GB thì nó lên đến là gần gấp 10 lần so với cái thẻ 32GB, thì nó lưu trữ khoảng độ tầm cỡ 40 ngày đấy, nên khi nếu mà khi chúng ta lưu trong trạng thái là có chuyển động. Còn cái này thì chúng ta có thể kết nối với Wi-Fi 2.4GHz, và ngoài cái việc lưu trữ trên thẻ nhớ thì chúng ta có thể lưu trữ trên đám mây và chúng ta sẽ trả phí hàng tháng. Và mình thì khuyến nghị quý vị và các bạn chúng ta nên lưu trữ trên cái thẻ nhớ để giúp cho chúng ta sẽ tiết kiệm hơn cái mặt chi phí, bởi vì nếu như chúng ta lưu trữ trên đám mây thì chúng ta phải trả phí hàng tháng, và mỗi tháng thì chúng ta họ trả khoảng độ tầm gỡ vài chục ngàn cho một tháng. Để lưu trữ như thế thì nó rất là tốn kém, và trong chúng ta sử dụng một cái cam này khoảng tuổi đời khoảng tầm 5 năm đó, thì chúng ta phải chi phí tính ra nó cũng rất là nhiều. Vì cái ở đây nữa đó là cái con camera này thì nó có chế độ nén 2265, so với các phiên bản trước của những năm trước thì nó chỉ là nén 2264 thôi. Nén 2265 sẽ giúp cho cái con cam này nó lưu trữ thời gian gấp đôi so với 2264. Và cái con camera này nó có tính năng 3 đêm có màu, và bây giờ mình đã test cho quý vị và các bạn xem rồi đó. Và có một cái điều nữa là camera là camera AI, thì nó sẽ phát hiện ra cái con người và chúng ta sẽ khoanh vùng ra để chúng ta lựa chọn vùng nào báo động đó. Và khi nó đặt thì chúng ta sẽ nên sử dụng thêm một cái hộp kỹ thuật này. Hộp kỹ thuật này bên mình đang bán với cái giá nó là 15.000. Thì cái hộp này sẽ giúp gì được cho chúng ta? Bởi vì là khi chúng ta lắp ở ngoài trời thì chúng ta sẽ phải che giấu đi những cái như dạng là cái chân cắm nguồn này và chân cắm mạng LAN này, vì nó thò ra ngoài trông rất là xấu. Và khi chúng ta để như này lâu, vô tình một thời gian sau thì nó sẽ bị mưa gió bụi viết nó bám vào trong này, nó sẽ gây oxy hóa, và sau này nếu chúng ta muốn kết nối bằng dây thì khi bị oxy hóa rồi nó không kết nối được nữa đó. Và khi chúng ta lắp đặt thì chúng ta nên lắp như này để làm sao mà cái con cam nó được thẩm mỹ nhất, mà chúng ta lắp thì không thua kém gì những người thợ chuyên nghiệp. Quét một cái lỗ như này ra và chúng ta sẽ xuyên cái này vào đó. Sau khi khuyên này chúng ta nhét nốt cái này vào. Và trên con cam thì quý vị các bạn sẽ nhìn thấy rằng là chúng ta sẽ lắp trên như này đó. Quý vị các bạn sẽ để cái phần này, cái nguồn adapter của cái con cam ta sẽ cho hết vào đây. Đó, quý vị và các bạn đã nhìn thấy là con cam này sẽ trông nhìn nó đẹp hơn rất là nhiều so với việc mà chúng ta để cái con cam này trần trụi cái phần dây adapter này chúng ta để bên ngoài, thì đương nhiên là khi để vào như này chúng ta nhìn trông nó rất là sạch, rất là gọn và rất là chuyên nghiệp, và thứ hai đã bảo vệ được cho chúng ta cái phần đầu dây đầu kết nối này nó không bị mưa, không bị nắng, không bị ảnh hưởng bởi cái thời tiết. Thì nếu như quý vị nào đang có nhu cầu đặt mua thì hãy liên hệ với bên mình. Với cái giá sản phẩm này bên mình đang bán hiện giờ trong đầu tháng 5, tôi cho hết tháng 5 đi, thì với cái giá nó là 1.030.000. Thì giá này thì chưa bao gồm thẻ nhớ, chưa bao gồm cái phí ship. Nếu như quý vị nào mà là vì địa điểm xa gần thì giá phí ship nó khoảng độ tầm 30-40.000. Nếu như quý vị nào đang có nhu cầu đặt mua thêm sản phẩm hộp kỹ thuật này thì hộp kỹ thuật này với cái giá bán nó là 15.000 cho một hộp kỹ thuật này. Nếu như quý vị mà đang quan tâm đến các sản phẩm camera, còn có những điều thắc mắc, còn những điều mà chúng ta cần thêm những sản phẩm mới, thì quý vị và bạn hãy đăng ký ngay cái kênh YouTube của bên mình. Thì bên mình sẽ thường xuyên ra những video mới, thường xuyên ra có những sự so sánh giữa những sản phẩm camera nó tương tự giống nhau, và có những trên thị trường có những loại camera nào và chúng ta sẽ phù hợp với những loại camera nào, thì chúng ta sẽ theo dõi cái kênh và chúng ta sẽ tự lựa chọn ra cho mình một sản phẩm tốt nhất đó. Còn nếu có quý vị và các bạn có người thân người quen đang có nhu cầu quan tâm đến các sản phẩm camera này, thì quý vị và các bạn hãy chia sẻ giúp mình những cái video này để giúp cho người thân người quen của quý vị và các bạn lựa chọn ra được những sản phẩm tốt, uy tín và được bảo hành lâu dài. Còn bạn nào ở gần khu vực Đông Anh thì có thể qua tham quan cửa hàng bên mình, thì bên mình sẽ có cái phần thưởng nhỏ nhỏ để giúp cho quý vị và các bạn có thể tẩy được các cái lồng máy giặt trong gia đình chúng ta. Mỗi bạn đi qua đến thăm showroom, đến thăm cửa hàng thì bên mình sẽ có cái phần thưởng nhỏ nhỏ này để giúp cho quý vị và các bạn có thể
vệ sinh được cái lồng máy giặt nhà chúng ta một cách cực kỳ hiệu quả. Đây là hàng Demit của Đức. Và với khách hàng qua chỗ mình thì mình sẽ tặng cho khách hàng 3 viên này. Ở địa chỉ bên mình là số 29 tổ 6 thị trấn Đông Anh. Mình sẽ gửi đường mô tả, mình sẽ gửi cái map bản đồ. Nếu như quý vị nào mà khó khăn hơn trong cái việc mà tìm cái địa điểm bên mình thì địa điểm thì ở ngay mặt đường quốc lộ 3, số nhà 29 tổ 6 thị trấn Đông Anh. Đó, mình sẽ có cái đoạn video clip đã giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái showroom bên mình. Và mình sẽ để lại cái map bản đồ đó để giúp cho quý vị và các bạn có thể qua, chúng ta sẽ trải nghiệm cái sản phẩm. Và trước khi chúng ta có mua một sản phẩm đó, chúng ta nên có sự trải nghiệm bằng mắt, bằng thực tế thì nó là một điều tốt nhất để tránh cái việc mà chúng ta mua phải cái mặt hàng mà chúng ta không đúng cái nhu cầu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào thì quý vị và các bạn hãy comment dưới video này, mình sẽ trả lời cho quý vị và các bạn trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.